không có giấy tờ xe, không có tem kiểm định, kính lái bị bể. Nhưng chủ xe này vẫn để lái xe vận chuyển hàng từ Tà Nung lên thành phố Đà Lạt tiêu thụ. Nếu lực lượng tuần tra không bắt gặp thì chiếc xe này vẫn tung hoành ngang dọc và có thể gây tai nạn bất cứ lúc nào. Tại vì nó chở một ít hàng, không chở xe máy không có được, nên là mình lấy mượn ô tô mình chở đỡ. Xe hết đăng kiểm, lấy công an giao thông thì mình phải trốn ra. Theo thống kê của Ban An toàn Giao thông tỉnh Lâm Đồng, hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có khoảng 480 xe hết niên hạn đăng kiểm. Theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải, các phương tiện này không được phép lưu hành. Tuy nhiên trên thực tế, ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, các phương tiện này vẫn ngang nhiên hoạt động, vận chuyển đất, cát, vật liệu xây dựng, thậm chí là chở gỗ lậu. Khi mà lực lượng tuần tra kiểm soát vào các địa bàn thì các đối tượng này thường hay trốn. Thực sự ra những cái xe này là do các cái chủ phương tiện người ta huấn hạ cái giá thành thì người ta thuê các cái phương tiện để giảm khấu cái chi phí. Mặc nhiên lưu thông, tìm đủ cách để né tránh lực lượng chức năng không chỉ tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người tham gia giao thông mà còn chính đối với người điều khiển phương tiện khi sử dụng xe đã hết niên hạn. Và đây cũng chính là nguyên nhân làm cho đường xá xuống cấp nhanh chóng. Hiện nay là các cái phương tiện mà quá niên hạn sử dụng thì cũng đang là lưu hành một cách là lén lút, và cái này là rất là nguy hiểm. Vì phương tiện nó đã hết niên hạn thì các cái tiêu chuẩn kỹ thuật nó đã giảm, và đặc biệt là cái bộ phận phanh đó, thì từ đó là chúng tôi thấy rằng là cái việc quản lý cái phương tiện này là hết sức cần thiết, và cũng đã có nhiều văn bản chỉ đạo cho các địa phương, các ngành đó, là phải tăng cường cái công tác là quản lý xử phạt khi phát hiện phương tiện này. Các ngành chức năng của tỉnh Lâm Đồng cũng đã đưa ra nhiều giải pháp quản lý xe ô tô hết niên hạn không đăng kiểm. Tuy nhiên, trên thực tế số xe mà các địa phương phát hiện, thu giữ và xử lý mỗi năm là rất ít, chỉ dừng lại từ 1 đến 2 chiếc. Điều này đồng nghĩa với một lượng xe lớn vẫn đang tồn tại lưu thông bất chấp quy định của pháp luật.